Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ những chiếc váy rất là xinh. Các bạn chú ý theo dõi video nhé. Trong video này tôi sẽ không tua mà tôi sẽ để đúng tốc độ thật. Sau khi vẽ xong bản vẽ led, tôi sẽ chụp ảnh và đưa lên máy tính tô màu. Các bạn hãy theo dõi video nhé. Cảm ơn các bạn. Hãy đăng ký kênh ủng hộ tôi. Chúc các bạn vui vẻ.